Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa, hoa xinh giữa đồi nắng gió, tim như ai chờ mong. Sắc hoa xinh yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai, nên tim ngát bồi hồi giữa biên cương. Hoa xinh, hoa xinh, ta yêu từ ấu thơ, trong trang sách học trò, trong những câu hẹn hò. Hoa xinh, hoa xinh, nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta, sắc lá vẫn xanh, cánh tim nhớ mong. Hoa xinh, ôi màu sắc quê hương, ôi màu tim yêu gặp bạt ngàn hoa, hoa xinh giữa đồi nắng gió, tim như ai chờ mong. Sắc hoa xinh yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai, nên tim ngắt bồi hồi giữa biên cương. Hoa sách học trò, trong những câu hẹn hò. Hoa xinh, hoa xinh, nơi đây dù bão giông không phai màu trong ta, trang sách học trò, trong những câu hẹn hò. Hoa xinh, hoa xinh, nơi đây dù bão giông không phai màu trắng.
thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược, có ai về tôi trên muôn hàng mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đấy vùng cao quê tôi đang đổi mới, để qua vùng cao đem tới miền xuôi đây che quê tôi vui như thank you.
xin giới thiệu thành phần của bộ chí may tiếp đồng chí đây thì đồng chí đại tá Bằng Việt Chính phó chủ nhiệm thống trị đồng chí trung tá Trần Vi Trúc trưởng ban dân vận đồng chí trung tá Lương Đình Hiệu trưởng ban bảo vệ nội bộ đồng chí trung tá Nguyễn Văn Hùng là ban dân vận và sau đây thì kính mời các đồng chí trưởng chuyên viên cục trưởng nước sau khi nước xong thì thì cũng theo cái nguyện vọng của chỗ chịu chung các đồng chí thì có cái trao tặng quà cho đơn vị thì chúng ta trao tặng quà đồng chí chín sẽ đại diện cho đơn vị thành nhận quà trao được các đồng chí và sau khi là kết thúc giao dịch đây thì là mời các đồng chí xuống nhà ăn cùng với đồng chí bữa cơm và cán bộ của đoàn đang đoàn thương binh ủy thương binh của trung đoàn 57 khu vực Gia Lâm Hà Nội ngày nhân ngày Nguyên Liệt Sĩ 27/7 ngày tiên đồng đội cách đây 28 năm tôi đã có tham gia mặt trận Bình Xuyên tỉnh Bình Xuyên Hà Giang và nhân dịp này đồng viên đồng đội chúng tôi có lên thăm các đồng chí hy sinh ở mặt trận Bình Xuyên và cũng lên thăm lại chính trường xưa. Trước hết là cho đoàn chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ tỉnh đoàn Hà Giang và để nói thêm một tí về cái trung đoàn 567 anh hùng thì báo cáo các đồng chí ở đây tỉnh đoàn Hà Giang và tất cả đồng chí của đoàn nắm được đoàn 567 xuất thân từ tỉnh Cao Bằng. Sau năm 1985 được nhận nhiệm vụ thì di chuyển từ Cao Bằng sang Bình Xuyên là một vụ thi đấu và trực tiếp thi đấu tại xã Thanh Thủy, huyện Bình Xuyên, tỉnh Hà Giang gần đây. Trong thời gian trung đoàn đóng quân tại mặt trận Bình Xuyên được sự giúp đỡ lớn lao của tỉnh đội, tỉnh nhà, bà con, nhân dân của tỉnh nhà giúp đỡ về mặt tinh thần, vật chất giúp cho đoàn 567 thành công và hoàn thành nhiệm vụ tốt được phong anh hùng lần thứ hai của các đồng chí đấy. Còn qua đây tôi xin thay mặt cho đoàn 567 khu vực đội cũng chân thành cảm ơn giúp đỡ rất nhiều của tỉnh đội Hà Giang, cán bộ chiến sĩ tỉnh đội Hà Giang tạo điều kiện cho anh em và tôi được cứu đi thành công tốt đẹp và hiện nay không nói gì hơn đoàn tôi có một chút quà nhỏ để kính tặng cán bộ chiến sĩ tỉnh đội Hà Giang xin các đồng chí nhận giúp. Đường đang học tập cái phòng
phương Hà nghe đến tổ chức để đồng chí chị tập chúng đoán chí là cái chủ nhân luôn đối với lại một chủ nhân của chủ nhân có còn bốn học rồi nó tham lưu chính trị và quần quần trong đó thì có hai cái đoàn đi đến phòng hôm nay con cũng vào nhưng mà cái đoàn đi đến phòng toàn ra cũng suy nghiệm cái đoàn đang ở đây là cái đoàn đi đến phòng đây với nhiệm nay con làm chỉ tại địa bàn bí mật đoàn công tác trên hai huyện bí mật và tỉnh ra thì còn có điều gì qua lý tôi cũng là cấp huyện rồi là trung đoàn 877 nhà trường và các đơn vị thuộc những việc đấy không chỉ chúng ta nắm được như ngày xưa thì công chí đã từng chiến đấu công tác ở những ngày không những trung đoàn 587 mà rất nhiều trường đã từng tham gia chiến đấu đồng cao trong cuộc chiến với đồng bào nhân dân cả ra cái địa bàn Hà Giang cũng là cái nơi mà phong lẫn các tỉnh ra hiện nay là những cái lượng cái chương trình hoạt động những cái nguồn rồi các cái phong trào đến các nước báo cáo ra nhưng mà cũng như là những con người sở tại ở đây thường xuyên tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền địa phương làm tốt cái này là những nhà này thì đều có nhiều đoàn đến thăm đến biểu dương ở những cái trang quốc gia đặt tại địa phương tôi cũng coi là gần coi là 2000 nhân làm tại đó và con tông những năm nay là gần đây đã được đảng nhà nước là có nhiều chương trình đầu tư và coi là dành khoảng như các cháu những người cho đưa đón nhà nước và đón tiếp con chú nhiệt tình với ít nhất là con chú như là những người anh em của chúng tôi người ta bây giờ quay về thông quy luôn là lớn nào vậy chiều ngày nay thì báo cáo ông chí là có hai đoàn cũng là trung đoàn 567 một đoàn là hiện nay ông chí đang đi thay thủy chưa về thì chiều ngày nay thì chúng ta đã tổ chức giao lưu nhưng mà ôn lại những kỷ niệm của người lính chúng ta đã từng có là tham gia chiến đấu tại mặt trận Hà Tiên ngày xưa nay là Hà Giang có báo cáo đồng chí vậy trong đó là có đồng chí ở Thái Nguyên đồng chí ở Hà Văn đồng chí Hà Nội lâu nay chúng ta được nghe là chúng ta tâm tư tôi đã làm quê hương đặc biệt là đồng chí tỉnh đã biết là để có một cái quân một năm thì bộ năm mươi tỉnh là báo cáo ra là đón tiếp rất nhiều loại nhiều lắm nếu mà tính ra là có những đoàn tầm vào khoảng gần 100 người thì muốn thế vậy trong những ngày xưa từng lần đó ở đây bây giờ quay lại thăm lại ngoài ra các quân khu quân đoàn thì ở đây là những nơi gọi là gian khổ nhất quân khu nào cũng có những trung đoàn ở đấy và quân đoàn nào cũng có quân nước chúng ta coi là tâm tư Hà Nguyên có những vấn đề gì tôi nghĩ coi là yêu cầu là chúng tôi coi là sẽ giải đáp và chúng ta trao đổi giao lưu với nhau vui vẻ mà có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về
dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Yêu biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Thì đối chức phục yêu đương kính thưa vong linh anh các anh hùng liệt sĩ, nhân dịp 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ, đoàn thương binh cựu chiến binh trung đoàn 567 anh hùng về thăm lại chiến trường xưa để tưởng nhớ đến các anh, những đồng chí, đồng đội đã một thời kề vai sát cánh cùng chung chiến hào vào sinh ra tử. Nay các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước. Sự hy sinh mất mát lớn lao của các đồng chí xin thay mặt cho đoàn thương binh, cựu chiến binh, tập thể, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 567 anh hùng đến đây thắp nén nhang thơm cho các đồng chí và cuối cùng xin có lời vĩnh biệt các đồng chí, chúc các đồng chí ở nơi chín suối.
được siêu thoát. Và tấm gương sự hy sinh anh dũng của các anh được Đảng, Nhà nước công nhận và luôn là những tấm gương sáng để cho các thế hệ nói theo. Cuối cùng, trước khi dừng lời, xin tất cả các đồng chí để phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Những nhà
mang trong trái tim anh cho niềm tin. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ. Đi ở đây à? Chung chân thành.
đất nước tôi chẳng phút bình yên,
muôn một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con không thể nào quên. Bài ca
văn qua thế gai vượt lan đang mưa bay ở chúng ta bốc cao đưa tiên anh hùng có yêu thương thiên hạ người lại người chúng ta ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân nga ở tình yêu hay sao vương trên đường xa một thời địch thân lao chân bước trong chiến hào nhìn đồng đội phía sau chia nhau từ thế sông ta chia nhau hiến huy đường dài tiêu nhau đi ta chia nhau chiến công và nhường mình đứng đông và đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười ta em bao tháng năm mà lòng chẳng xa thăm trong đêm bao biết danh nhìn bầu trời long lanh sẽ như đôi mắt em vẫn đang nhìn bao điều thân thương
đôi ta cùng chiến hào tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta. Em ơi có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới khi mùa đào hoa nở, khi mùa sớ ra cây lúa lượn bậc thang mây mùi tỏa ngát hương bay. Chiều biên giới em ơi nhớ bao điều thân thương, đôi ta cùng chiến hào tình yêu đẹp tiếng hát giữa về mình mẹ lặng im.
con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa im bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng than chờ. Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.
chiến sĩ, ta ta ba chiến vinh qua tháng ngày, nâng cờ trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa, mãi mãi đồng chúng ta, ca bài ca người lính, mãi mãi đồng chúng ta, vẫn hát quốc quân thành ca, dù rằng đời ta tình hoa hồng. Quân thành ca mãi.
chân tròn
vẫn đi về trên con đường mòn cát trong quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Anh thương binh sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ, chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì